sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một cái điều nó rất là mới trong thời đại ngày hôm nay, đó là Big Data. Big Data, cái từ tiếng Anh là Big Data, cái từ tiếng Việt mình là được dịch ra là năm nay là dữ liệu lớn, một cái dữ liệu rất là lớn. Thì cái này mình gọi là đây là một cái mỏ vàng của doanh nghiệp, vừa là doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp lớn. Và tại sao nó gọi là mỏ vàng thì mình sẽ giải thích sau. Tuy nhiên, bắt đầu vào cái phần chia sẻ này thì mình có hỏi bạn những cái câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất của mình là: bạn có đang mù về công nghệ không? Nếu mà thời đại này bạn đang mù về công nghệ thì rõ ràng là chúng ta đang bị lạc hậu quá rồi, chúng ta đang bị bỏ xa rồi, chúng ta đang có cái vấn đề gì đó rồi trong cái tư duy, rồi trong cách suy nghĩ rồi. Đó, bạn hãy xem lại. Cái câu hỏi thứ hai là: bạn có ứng dụng online, bạn là người kinh doanh thì bạn có đã ứng dụng cái online, cái công nghệ vào việc kinh doanh chưa? Đó, nếu mà bạn cảm giác chưa thì rõ ràng là bạn hãy nghiêm túc. Tại sao mà nói như vậy? Từ từ mình sẽ trả lời tiếp. Bạn có theo kịp xu hướng công nghệ 4.0 ngay thời điểm mình đang nói đây hay không? Cái đây là cái xu hướng 4.0. Bạn có theo kịp không? Nếu những cái câu hỏi này mà một trong những câu hỏi thôi, chỉ cần một trong ba cái câu hỏi vừa rồi mình hỏi thôi mà bạn trả lời là không hoặc là chưa, thì mình nghĩ rằng là bạn đã bị tụt hậu quá xa rồi, bạn đã đang bỏ lại phía sau rồi. Và nếu bạn là người đang là làm kinh doanh thì mình nghĩ rằng là bạn chuẩn bị chấm dứt cái sự nghiệp kinh doanh của mình rồi. Một sớm một chiều thôi, không bây giờ thì một vài năm nữa thôi, chính bạn đã chứng kiến rồi. Nhiều doanh nghiệp nhỏ họ chết rồi mà họ không biết vì sao họ chết, nhưng mà những cái doanh nghiệp lớn họ chết, các bạn thấy là các bạn chứng kiến được mà. Ở Việt Nam của chúng ta thì các bạn thấy á, ví dụ bên cái ngành taxi, các bạn thấy không ạ, những cái ông lớn của ta hồi mới 2-3 năm trước ta là lớn, bây giờ bị taxi công nghệ và nó làm cho lên bờ xuống ruộng luôn, gần như là bây giờ ọt ẹt. Ở trên thế giới cũng vậy, nào là Kodak, nào là Nokia, Sony Music, Sony máy nghe nhạc rồi đó, các bạn thấy những cái ngành đó đi tiêu hết vì họ không theo kịp cái xu hướng công nghệ, và bây giờ đó là công nghệ 4.0 rồi. Nên là mình muốn hỏi cái câu hỏi này để các bạn nghiêm túc, bởi vì thế giới kinh doanh ngày hôm nay không dành cho những người mù công nghệ. Thì khi mà bạn, nếu mà bạn đã áp dụng công nghệ rồi thì mình luôn hỏi bạn là bạn đã hiểu được cái Big Data chưa? Bạn đã biết cách khai thác dữ liệu Big Data chưa? Cái này là những cái câu hỏi rất là lớn. Và rõ ràng hiện tại mà ai mà không hiểu những này thì bạn ý rằng là bạn cảm nhận cái cuộc sống bạn nó đang khó khăn gì đó, cái việc kinh doanh bạn nó đang khó khăn, bạn không biết vì sao mất hàng. Gần đây mình gặp nhiều doanh nghiệp lắm, rên không biết làm sao mắc khăn cái này. Và các bạn thấy ngày hôm qua mình đọc cái tờ báo thì chính phủ mất cả ngàn tỷ, một cả ngàn tỷ bạn, kinh khủng, tiền thuế cũng bị những doanh nghiệp nước ngoài nó lấy hết. Ví dụ như là Google, ví dụ là Facebook, thậm chí gần đây doanh nghiệp nhà nước mới lấy được một chút của Uber, của Grab, hoặc là hoặc là những doanh nghiệp như hiện tại, những doanh nghiệp về du lịch như Agoda rồi đó, hoặc là các cái trang booking online rồi đó, các bạn không ạ, hầu như là chính phủ chúng ta không kiểm soát được. Kể cả các bạn thấy về cơ quan nhà nước đó, cũng đang bị tụt hậu luôn. Rồi những người họ kinh doanh trên Facebook rồi nhà nước không biết làm sao kiểm soát hết, rồi mới mời từng người, tức là các bạn không, cái thực tế nó đang diễn ra và cả cơ quan nhà nước cũng tụt hậu luôn. Anh quản lý theo cái cách xưa thì làm sao mà anh biết được, anh đâu có biết Big Data là cái gì, anh không theo dõi được dữ liệu người dùng, anh thiếu mất cái thông tin đó, nên là chừng cuối cùng anh không giải quyết được vấn đề. Và chúng ta là doanh nghiệp thì chúng ta phải năng động hơn,
Vậy thì Big Data là nó là cái gì? Nó là cái quái gì? Nói cho nó vui vậy. Big Data nó là cái quái gì? Big là cái từ lớn trong tiếng Anh, nó data là dữ liệu á. Dịch ra tiếng Việt là nó là dữ liệu lớn. Thì dữ liệu ở đây trong kinh doanh đó thì ở đây, dữ liệu ở đây chính là dữ liệu về về thông tin, những cái thông tin về khách hàng. Chúng ta có dữ liệu hàng ngàn khách hàng, hàng chục ngàn khách hàng, hàng trăm ngàn khách hàng, thậm chí hàng triệu ngàn khách hàng. Cái bạn hoặc là hàng tỷ. Các bạn thấy như Facebook, cái Big Data nó quá lớn nên nó giàu thôi. Bây giờ cả 2 tỷ người rồi. Google cũng rất là lớn nên họ rất là giàu. Doanh nghiệp nào có data khách hàng lớn là họ rất là giàu, bởi vì họ hiểu được hành vi khách hàng, họ biết cách để họ bán. Vậy thì Big Data này từ đâu ra? Thông qua các cái dữ liệu trên web. Ví dụ Google, hàng ngày chúng ta vào Google, chúng ta đăng ký những tài khoản Google, thì thông qua các dữ liệu đó Google họ biết về hành vi của chúng ta, họ có được cái thông tin về chúng ta hết. Hoặc là thông qua các dữ liệu trên mạng xã hội, trên YouTube. Rất là nhiều mạng xã hội nó giữ cái hành vi Big Data của chúng ta. Vậy Big Data quan trọng nó như thế nào? Thì khi công nghệ thông tin, thì khi mà bạn có Big Data nó quan trọng như thế nào, đúng không? Khi mà bạn kinh doanh mà bạn có được những cái dữ liệu về khách hàng, ví dụ độ tuổi, giới tính, họ nói ngôn ngữ gì, họ thích gì, họ xem gì, họ làm gì, cái hành vi của người tiêu dùng ở trên một cái quy mô lớn từ các website, thì nó giúp cho bạn cái gì ạ? Tức là bạn dự đoán được cái xu hướng sắp tới khách hàng họ sẽ làm cái gì, họ sẽ mua cái gì, họ mua số lượng lớn không. Bạn sẽ giúp cho bạn là nâng cao được chất lượng sản phẩm. Ví dụ là họ không thích, họ không quan tâm tới cái mẫu đó. Mình ví dụ như vừa rồi ở Việt Nam có cái thương hiệu là VinFast đó, các bạn biết không? VinFast của VinGroup á. Họ chuẩn bị họ ra xe con á. Thì họ như thế nào? Họ thiết kế các cái mẫu và họ đưa lên truyền thông, và họ sẽ tập hợp được ý kiến của rất là nhiều người. Rất là nhiều người khắp mọi miền đất nước này, họ thích cái mẫu mã gì. Họ sẽ biết rằng là từ cái độ tuổi nào đến độ tuổi nào thì thích cái mẫu mã đó. Họ sẽ biết nam hay nữ nhiều hơn. Các bạn, để họ dự báo, để họ chọn cái mẫu nào để sản xuất nó tốt hơn. Chúng ta sẽ tạo ra cái sản phẩm mới. Khi chúng ta biết hành vi người tiêu dùng á, thì nó giúp cho chúng ta tạo ra những cái sản phẩm mới phục vụ nhu cầu tuyệt vời hơn. Nó giúp cho chúng ta hiểu được cái tâm lý và hành vi của mỗi khách hàng để chúng ta xử lý cái vấn đề cho nó tốt. Các bạn thấy gần đây thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta nè, nói là thành phố thông minh á, sử dụng dữ liệu lớn á, để quản lý giao thông, hạ tầng, cấp thoát nước, xử lý môi trường, thoát nước, xây dựng nhà ở và quy hoạch. Và các cái xu hướng dự báo, cái này là bắt buộc thôi. Nó giúp cho doanh nghiệp tính toán, thích nghi, hoặc là tạo ra nội dung quảng cáo, tạo ra những sản phẩm, hoặc ra những chiến lược phù hợp. Các bạn không ạ? Khi mà chúng ta có dữ liệu lớn nè, y như là chúng ta có một cái dữ liệu gì toàn bộ, các bạn muốn ra kinh doanh mà các bạn có dữ liệu toàn bộ trước mặt bạn, thì cái bài toán mà ra cái quyết định nó rất là dễ. Thì chúng ta nhờ những cái dữ liệu này mà ngày càng các bạn nhờ Big Data, là nhờ những dữ liệu lớn này mà các bạn thấy giới trẻ ngày nay có rất là nhiều người họ trở thành triệu phú rất là nhanh, sau chỉ vài tháng thôi. Bởi vì họ nghiên cứu được hành vi người dùng, họ biết khách hàng thích cái sản phẩm đó, và bắt đầu họ ra sản phẩm đó, họ tập trung họ bán, họ bán rất là lớn. Hồi kia muốn triển khai số lượng lớn khó lắm các bạn, khó, tốn kém. Bây giờ rất là dễ. Bây giờ ví dụ 90 triệu dân Việt Nam nè, bạn nghiên cứu ra một cái sản phẩm gì đó, và bây giờ là khoảng gần 60 triệu người dùng rồi, dùng internet rồi, bạn ra một cái sản phẩm đó, bạn tiếp cận của cái dữ liệu lớn đó, thì tự nhiên cái lượng khách hàng bạn cực kỳ nhiều. Bạn sẽ bán được rất là nhiều sản phẩm. Bạn bán được rất là nhiều hàng hóa sản phẩm, bạn nhận ra điều này mà. Nên là khi mà còn lúc xưa chúng ta không có tiếp cận được, chúng ta bán ở một cái khu vực nào đó nhỏ đó thôi, chúng ta tiếp cận một cái khu vực nhỏ đó thôi, chứ
chúng ta muốn mở ra khu vực khác, chúng ta mở đại lý rồi tốt kém lắm. Chúng ta phải đào sâu nó như thế nào thì các tập đoàn lớn thì họ bỏ tiền, họ bỏ kinh phí, họ mua data dữ liệu từ các cái nhà cung cấp lớn để họ ra cái số liệu đó bắt buộc. Nó quan trọng lắm bạn. Ví dụ như họ vào thị trường Việt Nam của chúng ta thì họ bỏ dữ liệu, họ mua hành vi người tiêu dùng của Việt Nam cho chúng ta. Họ hiểu hết, họ hiểu về độ tuổi, dân số, họ hiểu về ngôn ngữ chúng ta nói, chúng ta thích gì, mặc dạng gì, họ bỏ dữ liệu ra, họ mua hết và họ vào là tự nhiên họ đánh thắng ngay. Cái công ty du lịch, các cái công ty booking đồ, các bạn thấy luôn cả Uber rồi đó, họ biết cách cái họ đi vào cái là tự nhiên họ nó rất là ngọt. Các cái doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta phải nhờ các cái công cụ miễn phí như Google Analytics. Các bạn biết cái công cụ Google Analytics, các cái công nghiệp doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta bắt buộc phải, hoặc là Facebook Insight, những cái này thì bạn lên Google bạn search ha, hoặc là YouTube Analytics. YouTube nó giúp cho chúng ta phân tích hành vi những người tiêu dùng trên YouTube. Google giúp ta phân tích hành vi của những tiêu dùng trên những cái website, những cái từ khóa. Facebook Insight cũng vậy, hoặc là Google Alert là Google mà nó gợi ý cho chúng ta những cái từ khóa, theo dõi những từ khóa mà người viết về, hoặc là Google Trend, Google về xu hướng. Chúng ta vào đó chúng ta xem để chúng ta biết những cái xu hướng người dùng họ thích cái gì, họ không thích cái gì nữa. Rất là nhiều công cụ, hoặc là nó có những cái công cụ social head là chuyên theo dõi mạng xã hội, hoặc là mention.net. Ok, nó có rất là nhiều công cụ, cái đó chúng ta phân tích trên mạng xã hội. Tóm lại là khi mà chúng ta hiểu được hành vi của người dùng rồi thì chúng ta ra những cái thông điệp để chúng ta thay đổi cái tâm lý và hành vi người dùng, và tất cả doanh nghiệp lớn họ đều làm theo cái cách đó hết. Mình ví dụ như VinFast đi, họ như thế nào, mình đọc một cái ví dụ để cho các bạn thấy là bây giờ là họ muốn sản xuất xe hơi, đúng không? Mà sau là thương hiệu hiệu Việt, vậy thì mọi người như thế nào, mọi người sẽ như thế nào, mọi người sẽ tâm lý mọi người hiện tại là không tin rằng là một doanh nghiệp Việt sẽ sản xuất được cái xe hơi xe con tốt, và sẽ không thể, và người ta sẽ không chấp nhận lái một cái xe con là của Việt Nam, tại tâm lý của người ta nó như vậy rồi. Vậy thì VinFast họ sẽ có một cái chiến lược, sau khi họ có một dữ liệu lớn thì họ sẽ có một cái chiến lược. Các bạn thấy không, họ có một chiến lược truyền thông, là các bạn thấy vừa rồi là họ nói là họ có được ông tổng giám đốc của một cái tập đoàn lớn của Mỹ, rồi bắt cái ông Huệ gì đó là người Việt Nam duy nhất hiểu được cái chiếc xe con Toyota, tức là họ build được cái uy tín. Rồi họ nói là họ bỏ khoản tiền rất là lớn, rồi họ mời những nhà thiết kế của Ý, của Anh thiết kế ra những cái mẫu xe, rồi vừa rồi họ đưa lên, tức là bắt đầu họ thăm dò dư luận, và tức là mọi người sẽ lên comment, mọi người sẽ nói A, B, C rồi này kia, và tất cả những điều đó họ đang làm để họ đang thay đổi cái suy nghĩ hành vi tiêu dùng. Và sắp tới họ sẽ ra nữa, để cho tới 4 năm sau, ví dụ đi, xe nó ra rồi thì tâm lý người dùng lúc đó là được thay đổi. Ồ, tin tưởng xe Việt Nam rất là chất lượng, xe Việt Nam rất là tốt, xe Việt Nam rất ngon, và mua chạy. Bạn hiểu chưa? Tức là họ phải hiểu được cái chiến lược tâm lý người dùng lớn, và bắt đầu họ có những cái chiến lược truyền thông họ tác động vào, họ có những nước đi nó phù hợp để thay đổi được cái nhận thức và hành vi người dùng. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Thì cái doanh nghiệp nhỏ chúng ta vẫn làm cái điều đó được bằng cách là chúng ta thông qua những cái trang mình gọi là những cái trang phân tích dữ liệu miễn phí. Vậy thì cái kỹ năng tiếp theo, vừa rồi mình nói là Big Data nó là gì, là một, đúng không? Cái thứ hai, cái Big Data quan trọng như thế nào, và cái thứ ba vừa rồi mình nói là chúng ta phải đào sâu vào cái Big Data, và cái thứ tư chúng ta phải biết là đọc và hiểu những cái con số. Ví dụ chúng ta dùng Google AdWords, chúng ta dùng Google Analytics thì chúng ta phải hiểu những con số đó nó đang nói lên cái gì. Mình ví dụ đi, bạn bán thời trang, bạn muốn tập trung vào cái giới là từ 25, nữ 25 cho tới 30. Tuy nhiên sau khi bạn đo đến dữ liệu thì bạn thấy cái đối tượng vào cái trang web của bạn lại là cái độ tuổi từ 18 cho tới 23, 24 là nhiều hơn. Vậy là bạn phát hiện ra là gì? Vậy là cái hành vi người
dùng những cái gì chúng ta chia sẻ nó chỉ thu hút cái đối tượng kia thôi, thì chúng ta phải thay đổi lại thông điệp, chúng ta thay đổi cái chiến lược để chúng ta đã vào cái dòng khách hàng mà phân khúc chúng ta từ 25 cho tới 30. Thì các bạn có nhận ra điều nào? Hoặc là cái lĩnh vực của mình thì sau khi mình đo đếm thì mình mới phát hiện ra một cái vấn đề rằng là rất là nhiều người độ tuổi trong cái phân khúc mình mong muốn thì nam chiếm tới 70% và nữ chỉ chiếm tới 30%, là vậy thì chúng ta phải có những thông điệp phục vụ cho cái đối tượng nam hơn là nữ. Các bạn hiểu chưa? Tức là chúng ta phải đọc và hiểu con số, sau đó chúng ta phải lập ra cái bản tính và chúng ta theo dõi từng cái phân khúc một. Còn nếu không thì chúng ta phải có khả năng đọc hiểu, phân tích và ra được chiến lược trên những cái con số đó, làm gì cho nó tốt hơn, tận dụng nó làm cái gì. À, cái tiếp theo nữa là bạn phải phải có những cho mình những câu hỏi vậy thì cái phân khúc khách hàng nào phù hợp cho chúng ta, sản phẩm nào phù hợp, làm sao để doanh nghiệp chúng ta phát triển hơn, làm sao để doanh số chúng ta tăng trưởng hơn. Cái khái niệm big data này là bắt đầu từ bây giờ và sắp tới chúng ta phải luôn luôn sử dụng và làm nó. Chúng ta không thể làm theo cái phân khúc nhỏ được. Bây giờ cái xu hướng công nghệ bây giờ nó đã khác rồi. Và nếu mà bạn vẫn cứ suy nghĩ nhỏ thì doanh nghiệp chúng ta nó sẽ không lớn được, cùng lắm bạn chỉ sống lay lắt qua ngày thôi. Còn nếu mà doanh nghiệp lớn bạn chưa hiểu được cái cách sử dụng big data và bạn chưa tập trung vào thì chắc chắn rằng bạn sắp tới bạn sẽ không theo kịp cuộc chơi đâu, bạn sẽ đi lùi lại phía sau. Bạn cứ tin cái điều đó đi. Hãy theo dõi công nghệ, hãy update công nghệ 4.0, và các bạn nhớ đăng ký vào cái đoạn cái trang YouTube của mình này để các bạn theo dõi. Sắp tới mình còn chia sẻ bạn rất là nhiều điều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.